Thái Bình mâu thuẫn gia đình, chồng xích cổ vợ bẻ gãy tay con trai. Kính thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội xôn xao sự việc do mâu thuẫn gia đình, người chồng xích cổ vợ bẻ gãy tay con trai phải nhập viện cấp cứu khiến nhiều người bức xúc. Cùng với đó là hình ảnh một người phụ nữ bị xích cổ đang ngồi trên giường. Theo chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại xóm 4, xã Trà Giang, huyện Kiến Sương, Thái Bình. Chiều ngày 5 tháng 6, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an xã Trà Giang, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình xác nhận sự việc và cho biết công an đã nắm giữ được thông tin vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Bước đầu, người chồng đã thừa nhận hành vi ngược đãi vợ con. Trong lúc tức giận, người chồng tên T đã xích cổ vợ nhốt trong nhà. Con trai lớn của T đang học lớp 10 ra can ngăn thì bị T cho rằng hỗn láo đã vặn hai tay khiến cháu phải nhập viện. Đại tá Lương Ngọc Hòa, trưởng công an huyện Kiến Sương cho biết, nạn nhân trong vụ việc bạo hành này là chị B, 35 tuổi ở xã Trà Giang, Kiến Sương. Chị B bị chồng dùng xích vào khóa cổ, nhốt trong nhà vào sáng nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.